khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa thượng Tịnh Không. Đề tài 157. Chỗ tốt của niệm Phật. Thiền sư Pháp Chiếu đời Đường là tổ sư đời thứ tư của Tịnh Độ Tông. Ngài chính mình nhìn thấy văn thù Bồ Tát, hướng về văn thù Bồ Tát xin chỉ bảo ngài hỏi thời kỳ mạc pháp nên tu pháp môn gì văn thù bồ tát dạy cho ngài pháp môn niệm phật thanh điệu ngũ âm niệm phật này chính là văn thù bồ tát dạy cho ngài pháp chiếu ngài pháp chiếu truyền lại cho hậu thế chúng ta văn thù bồ tát dạy chúng ta cần phải buộc tâm vào một vị phật buộc là buộc cái ý nghĩ là trong tâm thường xuyên phải nhớ nhớ cái gì chỉ nhớ một vị phật nghĩ nhớ đến một vị phật mà thôi có đồng tu hỏi tôi không nhớ nghĩ có được không không được bạn cần phải nhớ nghĩ đến một vị phật nếu bạn không nhớ nghĩ đến một vị phật thì bạn sẽ nghĩ lung tung bạn sẽ nghĩ đến nhiều thứ lại nói tôi không còn nhớ gì nữa bạn nhớ vô minh nhớ lấy một cái tôi đều không còn nhớ gì nữa vẫn còn có một ý nghĩ nói cách khác mọi ý nghĩ đều không có phàm phu không làm được bởi vì bạn không làm được vì vậy tôi dạy bạn loại bỏ tất cả suy nghĩ của bạn nghĩ một cái chính là lấy một niệm để đối trị vạn niệm buộc tâm vào một vị phật chính là trên kinh lăng nghiêm mà đại thế chí bồ tát nói nhớ phật là trong tâm luôn nắm giữ danh hiệu phật thì đây gọi là niệm phật nhớ phật niệm phật không được gián đoạn cái này chính là công phu công phu là không gián đoạn đại thế chí bồ tát dạy nhớ phật niệm phật về sau ngay trước mắt nhất định thấy phật Thấy Phật thì đã thành Phật rồi. Có một số đồng tu hiểu được niệm Phật có chỗ tốt, cũng niệm Phật rất nhiều. Nhưng mà nghĩ ngợi lung tung không bỏ đi. Niệm được mấy câu thì quên mất rồi. Đến hỏi tôi, như vậy là vì sao? Chư vị nên hiểu rằng, đây chính là nghiệp chướng, là bản thân bạn có chướng ngại. Có chướng ngại là vì sao? cách làm tốt nhất là tham gia vào hội niệm Phật, nương dựa vào hội chúng niệm Phật. Mọi người cùng nhau niệm Phật thì liền đề khởi được câu Phật hiệu của bạn. Dùng các phương pháp này để phản tỉnh chính mình. Hiện tại vẫn còn có một phương pháp khác, chính là dùng máy niệm Phật mang theo bên mình. Phương pháp này tuyệt vời, đặt tai nghe vào lỗ tai của bạn bạn sẽ không dễ dàng bị quên nữa. Đây là một phương pháp rất tốt. Hai đến sáu thời Phật hiệu sẽ không bị gián đoạn. Chúng ta phải chú ý. Duy trì nhớ nghĩ danh hiệu Phật. Chỉ có phương pháp đây mới có thể cứu giúp chúng ta ở ngay trong đời này. Thật sự đạt được thành tựu. Cũng có người nói, Việc tốt nhất của niệm Phật chỉ là cho việc vãng sanh, là sự việc của đời sau còn vấn đề hiện tại không thể giải quyết được, đây là quan niệm sai lầm. Sai lầm ở chỗ nào? Cái ý nghĩ này của họ chính là vọng tưởng. Chúng ta duy trì nhớ nghĩ danh hiệu Phật là lấy một câu A Di Đà Phật này để tẩy sạch vọng tưởng của chúng ta, nên biết vọng tưởng không còn thì tâm thanh tịnh liền hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền tự tánh trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ liền hiện tiền. Tại thời điểm này, chúng ta đọc kinh, tu học, thậm chí đối với cuộc sống sinh hoạt, giải quyết công việc, đối xử mọi người. Đều có trí tuệ, Đại sư Huệ Năng gọi là thường sinh trí tuệ. Có trí tuệ rồi thì chúng ta sẽ làm được bất cứ việc gì, đều tận tâm tận lực nên được vẹn toàn tốt đẹp có thể thấy rằng người chân chánh niệm Phật những lợi ích mà họ nhận được ở hiện tại thật là bất khả tư nghì A Di Đà Phật